Đấy là được, không cần tắt đi là được. Từ từ đã. Sướng nhỉ. Wow. Thế ở đang tìm cái vợt. Ui, con gì đấy? Chấm. Ui, hôm nào tiên câu nữa à? Tiên câu nữa. Được rồi, khá khen rồi. Chấm trắng, to chưa? Ui, con này 3 cân. Thế chứng tỏ là ao mình thả cá chấm vẫn lên ý. Con này 3 cân. Yeah. Ui. Sướng. Dê, tiên hảo. Tiên hảo, tiên hảo bạn ạ. Đi cả cần. đi theo. Được. Con chấm mẹ to ơi to. Con này phải 4 cân. Đấy chưa, thấy chứng tỏ thả câu dài ăn thua không? Ui giời ơi. Sướng sướng sướng. Mẹ ơi to lắm mẹ. Bố ơi, tiên câu được con cá chấm phải 4 cân. Con cá chấm phải 4 cân. To, ao ở cháu. Tiên câu được, tiên giỏi không đi, phải lấy vợt vớt. Vâng. Đứa ơi, nhím cầm lên mẹ mẹ gỡ rồi. Bỏ cái tay rồi. Để đấy nữa nha, từ từ bình tĩnh. Yên nó dãy. Tôi chưa xe lên được. Ôi. Có nhiều chỗ không? Có nhiều. 4 cân. 3 cân thôi. Không được. 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 Không được 3 cân. Ui, to quá. Có được chung con không? Chốc về ông mở. 3 cân. 3 cân. Bao nhiêu? 3 cân. 3 cân. Câu được à? Tiên câu. Tiên câu biết rồi. Tuyên ông câu đi. Còn tính còn dính lưỡi nào không? Con này mà hôm nay mà không mà Tuyên mà cứ cố tình cứ kéo lên là đứt như hôm trước đứt một lần rồi. Dạ. Kéo hả? Câu. À câu nhưng mà kéo thì dần đứt mẹ ăn cước. Đâu, đâu cho kéo cho lên vợt cho xúc mà. À. Chứ còn một còn mấy con này nữa. Chả biết là thả mấy con nó có sống không cần thơ chưa được lồng đó. Đây. Mẹ con tắt nhau con tưởng đây có cái mạng. Mẹ con tắt nhớ. Đừng ấy rồi. Được cá. Sức sạch. Đấy, thành quả mà tiên may đấy. Quá giỏi luôn này, cái hôm đó cái con mà sống chắc phải con này. Xong qua mẹ ấy con kia nó lôi đấy đi. Đấy nhá, con câu được 2 lần. Quá siêu luôn. Đẳng cấp đấy. Chứ tỏ cá bé không câu được, cá to câu được nhỉ. Ai bảo cá bé con không câu được? Hả? Ai bảo cá bé con không câu được? Lại che cái tay rồi, che tay camera rồi. Cứ đứng luôn xa làm được. Trời ơi được rồi. Nhìn nó nhảy vũ điệu samba. Tay cứng nhỉ. Ui hình như con này đang mang bầu chẳng hạn nhỉ. Mang bầu mà bụng nó to, nó ăn nhiều nước to. Con này sắp chết rồi. Không nhìn, không nhớ bỏ luôn á.
lúc đầu con tưởng con này cá mại cơ. Nó cứ rỉa rỉa. Ê, thế nó đớp phát luôn à? Không. Nó cứ nháy 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 nháy. Xong con tưởng hết mồi con nhóc lên này được. Ồ, thế bố ở cái cạnh à? Vâng. May là lúc đấy con giữ nó đi. Mày nha, mày bố mà cầm vợt. Con cầm mà. À, con cầm à? Thế con đi vào lấy vợt đúng không? Bố giữ đúng không? Vâng. Thằng Minh. Thằng Lao bảo là có bố ở đấy rồi. Mẹ bà lại bảo là đi ra đấy để hỗ trợ bắt con cá. Con cá chấm này. Mẹ ơi. Con cá chấm này nó mồm nó bé hơn cá sổ nhà mình nhỉ. Mồm ít răng hơn ấy. To chứ. Đi đấm máu. Mẹ phải mò lưỡi nó đi. Răng ở đây luôn. Mẹ phải tìm trong miệng nó xem có cái lưỡi nào không, không thì nó luộc lên thôi ấy. Ở đâu đây đó là giờ gì? À. Rồi cái chấm này ăn được này. Đấy, nhìn không? Trời, cái gì ấy? Nhìn đẹp nhỉ anh nhỉ? Mấy cái đốm lâu lâu là đường nào gì ấy mẹ? Ăn cá hấp hay là cá ấy? Cá rán. Thôi cá hấp đi mẹ. Con lên ấn gì gieo? Đâu? Lúc đấy con ấn rồi xong bây giờ nó này như này này. Vừa lấy con ấn. Con này tắt rồi. Nó số nó chạy trên rồi. Có. Yêu ơi. Cả bộ lòng của nó. Kinh thế. Lòng này nó sẽ có cả cái gan và cũng có cả mật. Cái mật của nó đắng nên sẽ bỏ đi. Hấp bù miếu à. Bù bù. I do be her to do. Ôi mẹ ơi, cái này làm xúc xích khổng lồ được ấy. Ô, con tổ thịt lợn mới làm được mà. Không, cái này lòng này chỉ ăn nấu thôi. Một chân qua. Áp bung miếu mà. Bù bù. Mẹ sắp xong chưa? Nấu thế. Đấy, tuốt ra. Tuốt sạch cái cỏ ra là ăn được cả cái này. Bà bu bu
Ba ba đi đi. Cái gì đựng đấy? Ba con này đây. Hay cái con này. Tao giết mày. Mẹ ơi. Mèo. Nó ra đây. Thế đi về. Đi tắm đây này. Mẹ nấu ra. Sắp xong rồi nấu. Xong rồi mình được cái này đi đây. Mẹ ơi. Hôm nay mẹ kìa. Chiều mẹ tối nay cái thằng ấy nó cuốn lưng nó gạo cuốn lưng nó gửi cho con này miếng gì á. Mẹ cẩn thận ngồi vào cái con mèo nó sau lưng mẹ. Mai phải chưa mang đi chứ không. Mẹ xong chưa? Đây trong nhà còn chục quả rồi đấy, hoa chục quả rồi, thế thì đây tôi xếp cho cậu.